Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 10 và quý phụ huynh. Chúng ta đang học ở cái bộ sách Trăn trở sáng tạo. Thực sự là thầy vừa mới đi Sài Gòn về các em. Buổi sáng nay là thầy có mặt tại nhà, nhưng mà thầy cũng phải bắt tay quay ngay để cho có cái để chúng ta học. Chứ không là vào năm học là thầy rất là bận. Thực sự là như thế. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay cho các em ở bài số 1 và bài số 2. Ở trong bài số 2 thì chúng ta được học về tập hợp. Đúng không nào? Tập hợp thì chúng ta đã hiểu cái cách biểu thị của một tập hợp, các phần tử cũng như tập hợp con, tập hợp rỗng, và đồng thời ở trong các phần đó thì chúng ta cũng đã nắm được tập hợp gì nào, tập hợp con này, rồi tập hợp con ký hiệu như nào nhỉ? Đây, ví dụ như thầy nhắc lại một xíu là A là tập hợp con của B thì chúng ta ký hiệu như này, hay nói cách khác là tập hợp B chứa tập hợp A, được không nào? Tập hợp rỗng ký hiệu là như thế này. Đó. Ví dụ như A nó có không phần tử thì chúng ta sẽ ký hiệu như này. Nếu bạn nào ký hiệu này là sẽ là sai này, như này là sai, sai nha, cái này sai nha. Nghĩa là tập hợp rỗng nó không được bỏ vào trong hai cái dấu ngoặc nhọn này. Đó. Và một cái phần thứ ba nó rất là quan trọng, đó chính là các cái tập hợp con của tập số thực. Đó. Các em cứ để ý thầy các cái dấu lớn hơn bằng, rồi dấu lớn hơn, nhỏ hơn bằng và dấu nhỏ hơn. Nhớ nếu như mà cái dấu lớn hơn bằng này thì chúng ta sẽ ký hiệu tương ứng nó sẽ là gì, là ngoặc vuông ha. Như này, cái phần lưng là nó quay về phía bên trái, phần bụng phía bên phải. Còn dấu lớn hơn thì chúng ta sẽ ký hiệu đó chính là gì, dấu ngoặc tròn chứ không phải là dấu ngoặc vuông. Và cái phần quay phần lưng cũng là bên trái và phần bụng là phía bên phải, được chưa? Còn ở cái phần nhỏ hơn bằng thì chúng ta quay ngược trở lại đó. Cái này ở trong clip trước thầy tài đã nói rồi. Đây là những kiến thức cơ bản ở trong cái bài số 2. Ở trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở bài số 3, đó chính là các phép toán trên tập hợp. Thì trước khi vào bài thì thầy cũng sẽ giới thiệu sơ qua để chúng ta khi chúng ta học chúng ta nắm bắt cho nó dễ. Chúng ta sẽ được học 4 phần. Phần thứ nhất đó chính là hợp. Phần thứ hai là giao. Và phần thứ ba là hiệu. Và phần thứ tư đó chính là phần bù. Phần bù em, phần bù. Đó. Được chưa? Hợp thì ký hiệu là như này. Giao cũng là chữ U nhưng mà ngửa lên, được chưa? Giao là ấp xuống, được chưa? Phần hiệu là xẹt. Phần bù là chữ C. Đó. Ví dụ như tập hợp A hợp với tập hợp B, được chưa? A hợp B thì nghĩa là gì? Nghĩa là cái này chúng ta sẽ lấy, chúng ta nhớ chúng ta gọi là lấy, gọi là cái phần phần gì, phần chung của A và B. A và B nghĩa là ở đây x nó sẽ thuộc A hoặc là x sẽ thuộc B, được chưa? Còn A mà giao B, A giao B nghĩa là ở đây chúng ta sẽ lấy chung của A và B. Cái này chung của A hoặc B, ở đây người ta hoặc nha các em này. Xin lỗi. Như vậy thì nghĩa là ở đây là x này phải thuộc A và x phải thuộc B, gọi là phần chung. Bây giờ cái hình ảnh minh họa này, ví dụ như đây là tập hợp A, đây là tập hợp B, thì chúng ta lấy phần chung là phần này này, cái phần thầy tô đậm đây này. Đây, phần tô đậm này. Còn ở đây là hợp á, thì là tập hợp A đây, tập hợp B đây, nghĩa là chúng ta sẽ lấy hết. Đó, lấy hết những cái phần thầy gạch đó. Còn cái phần giao á, là lấy phần này thôi này, lấy phần chính giữa của hai anh bỏ ra chung thôi. Các em hiểu nè. Đấy. Còn phần hiệu A, B như này, nghĩa là A trừ B nghĩa là x này sẽ thuộc A, nhưng mà x này nó sẽ không thuộc B. Ok, được chưa? Còn phần bù của C, phần bù ký hiệu là C, nghĩa là gì? Nếu như mà A là tập hợp con của B, được không nào? Thì cái B này, B gọi là chứa đấy, thì nó nằm phía dưới này và A phía trên này. Hay nói cách khác là x này nó sẽ thuộc gì các em? X thuộc B và x này sẽ không thuộc A. Phần bù nghĩa là gì? Đây, ví dụ như là cái hình ảnh minh họa. Đây là tập hợp B đúng không? Đây tập hợp B này, tập hợp A ở đây. Tập hợp A đây. Thì phần bù của nó là cái phần này này, cái phần thầy gạch đây này, cái phần thầy gạch này gọi là phần bù này. Hay nói cách khác nó cũng chính là hiệu, đó chính là C của
BA. Thì trong clip này thầy sẽ giúp cho các em hình thành bốn cái kiến thức này rất là quan trọng, và đặc biệt một kiến thức cũng khá là quan trọng liên quan tới các cái chương khác nữa, đó chính là cái việc mà chúng ta lấy cái tập hợp nghiệm ở trên trục số. Trên trục số, nhớ ở phía bên ngoài đây người ta không ghi, nghĩa là âm vô cùng, gọi là vô cực vô cùng thì cũng được các em nha. Còn ở phía bên tay phải này đó chính là dương vô cùng. Cái câu chuyện mà liên quan tới cái anh âm vô cùng với dương vô cùng này vui lắm. Thầy cho xin phép thầy kể một xíu nha. Mấy cái anh mà thi bổ túc chương trình lớp 12 các em nha, nghĩa là học lớp 9 sau đó bổ túc lên nghĩa là phổ thông nghỉ đi học lại đấy. Thì anh vô anh thi thì anh thấy cái dấu này anh nó quả. Sao mấy cái anh kia chỉ mà sao cái số 8 này lại cho nằm xuống, thế là anh dựng đầu lên như này hết, anh ghi thành số 8 này, thế là nó sai hết. Đây là gọi là dương vô cùng, đây là âm vô cùng em nha. Tí nữa thầy sẽ hướng dẫn em cái cách biểu diễn ở trên trục số để chúng ta lấy cái tập nghiệm của nó cho chính xác nha. Ok, quan trọng là bốn cái phần này với lại biểu diễn ở trên tập nghiệm để chúng ta lắng nghiệm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần đầu tiên, đó chính là cái phần hoạt động khởi động nha. Hoạt động khởi động. Rồi bây giờ thầy sẽ giải quyết cho các em câu hỏi khởi động. Câu hỏi khởi động này khá là hay ha. Có hai đường tròn chia một hình chữ nhật thành các miền như hình bên. Hãy đặt mọi thị số sau đây vào miền thích hợp trên hình chữ nhật và giải thích cách làm. Thì ở đây người ta có cho ông ta này một hình chữ nhật như này. Hình nhật này gọi là hình tổng bên ngoài, bên trong này có hai vòng tròn ha, và nó còn cái miền phía bên ngoài này nữa nha các em nha, nghĩa là nó bao gồm hết. Cái vòng tròn thứ nhất nó chính là gì? Bội của ba. Bội của ba nghĩa là chúng ta đi tìm những cái số nào mà chia hết cho ba, thì các em sử dụng dấu hiệu nhận biết. Thì cái này chúng ta được học ở trong chương trình trung học cơ sở rồi, đúng không nào? Bội của ba nghĩa là số chia hết cho ba, thì dấu hiệu nhận biết chia hết cho ba đó chính là gì? Tổng các chữ số. Tổng các chữ số, các em nhớ không? Tổng các chữ số nghĩa là chia hết cho ba đấy. Nếu mà tổng các chữ số chia hết cho ba thì số đó sẽ chia hết cho ba. Còn bội của 5, bội của 5 nghĩa là những cái số nào mà có tổng cùng hai chữ số đó chính là 0 với 5 thì nó sẽ chia hết cho 5. Các em nhớ lại như vậy. Còn ở cái phần này này, cái phần chính giữa này, đây chính là bội chung của 3 và 5. Đây chính là bội chung này. Thầy đánh dấu ở đây cho các em thấy này, đây chính là bội chung của 3 và 5 này. Đó. Còn cái phần bên ngoài này này, ở cái phần bên ngoài này này, đó chính là chúng ta đi tìm những số nào nó không phải là bội của 3 và 5 nha, không phải là bội của 3 và 5, hay nói cách khác là những cái số đó nó không chia hết cho 3 và chia cho 5. Các em hiểu chưa? Thì bây giờ thầy sẽ đi lần lượt làm từng cái trước. Như vậy trong đây chúng ta cần phải hoàn thành là bốn cái chỗ mà chúng ta cần phải làm. Cái vòng tròn thứ nhất đó chính là bội của 3. Bội 3 bây giờ là xét cái số này 65. 6 cộng 5 bằng 11, không chia cho 3 loại ra 75. 7 cộng 5 bằng 12, chứng tỏ thằng này là gì? 75. 75 mà các em vội vàng viết ở trong đây là chúng ta, tại vì sao này? Ở trong đây nó có, tại vì ở đây là tổng cùng là chữ số 5 thì chứng tỏ nó không sẽ chia hết cho 5. Và 75 cũng chia hết cho 3 thì chứng tỏ chúng ta phải viết cái anh 75 vào đây này, nghĩa là 75 là bội chung của 3 và 5. Nghĩa là ta xét lần lượt từng số luôn. Chứng tỏ số 65 này tổng cùng là chữ số 5 thì chứng tỏ nó sẽ chia hết cho gì? Chia cho 5 chứ không chia cho 3, thì các em viết ở đây. 78. 78 thì 7 cộng 8 bằng 15, chia cho 3, nhưng có chia cho 5 không? Không. Không chia cho 5 thì chứng tỏ không viết vô đây, cũng không viết ở bên này mà chỉ viết ở phía bên đây thôi, 78. Đúng không? 82. 8 cộng 2 là bằng 10. 10 không chia cho 3. Tổng cùng là chữ số 2 cũng không chia cho 5 thì chứng tỏ nó không rơi vào ba cái vòng này. Chứng tỏ số 82 chúng ta viết ở bên ngoài này, nghĩa là nó không chia hết cho 2 cho 3 và 5. Số 90. 90, 9 cộng 0 là bằng 9, chia cho 3 này. 9 tổng cùng là chữ số 0, chứng tỏ chia cho 5, chứng tỏ cái 90 là bội chung, chúng ta viết ở đây. Ok, hiểu không? 94. 9 cộng 4 là bằng 13, không chia cho 3. Tổng cùng là chữ số 4 cũng không chia cho 5, chứng tỏ 94 là người ta viết ở phía bên ngoài này. Đó. Số 100 là chia cho 5 này mà không chia cho 3. 1 cộng 0 cũng không bằng 1, không chia cho 3 mà chia cho 5, chứng tỏ 100 viết ở đây. Có hiểu không vậy mọi người? Các em
hiểu đúng không? Tại sao thầy điền ra vào được các vị trí đó đúng không? 120, 1 cộng 2 cộng 0 là bằng 3, chia cho 3, tổng cung là chữ số 0. Tổng cung là chữ số 0, chứng tỏ chia cho 5. Chứng tỏ 120 này chúng ta phải viết vào trong vòng chính giữa này này. Nó chính là bộ chung của 3 và 5, đúng không? 2, 3, 1, 2 cộng 3 là bằng 5, cộng 1 là bằng 6, 6 chia cho 3. 6 chia cho 3, nhưng mà ở đây là xét chữ số tổng cung là chữ số 1, chứng tỏ nó không chia cho 5. Chứng tỏ chúng ta không được phép là viết ở đây và viết ở đây, mà chỉ viết ở đây thôi. Nó chính là 230 và 11. Nghĩa là chúng ta muốn làm ở đây, chúng ta không cần phải bấm máy tính gì cả, mà chúng ta sẽ sử dụng dấu hiệu của nó là nhanh nhất. Cái này nó rơi vào cái toán của trung học cơ sở ha. Và nếu mà chương trình cũ thì nó rơi vào chương trình của lớp 7 à, lớp 6 chứ, dấu hiệu nhận biết thầy nhầm. Được chưa? Ok chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hoạt động khởi động được không? Bây giờ thầy sẽ làm cho các em ở phần 1 là hợp và giao của các tập hợp. Cái bài này chắc thầy sẽ quay trong vòng 2 clip các em nha. Clip thứ nhất thầy sẽ quay ở phần hợp và phần giao, quay chậm cho nó chắc em, cho nó kỹ. Ta đi sang hoạt động 1. Bảng sau đây cho biết kết quả vòng phỏng vấn tuyển dụng của một công ty. Dấu cộng là đạt mà dấu trừ là không đạt. Một số ứng viên ở đây nó có bao nhiêu ứng viên? 10 ứng viên đúng không? Nó thay đổi là từ A1 tới A10. Ở đây phỏng vấn ở hai phần. Phần thứ nhất là chuyên môn và phần thứ hai là ngoại ngữ. Ví dụ cái anh thứ nhất, anh ứng viên thứ nhất này, chuyên môn đạt, ngoại ngữ đạt, chứng tỏ anh đây là trúng tuyển rồi này. Còn cái anh A2 này thì chuyên môn đạt, còn ngoại ngữ thì không đạt. Ngược lại. Rồi cứ như vậy. Người ta hỏi gì đây? Hỏi gì đây nghe? Ở đây câu hỏi sao nó không cho một bên mà như này thì lật qua lật lại. Mỏi luôn các em ha. Nhìn đây nè. Câu A này, xác định tập hợp A gồm các ứng viên đạt về chuyên môn. Tập hợp B là các ứng viên đạt yêu cầu về ngôn ngữ à, thì bây giờ chúng ta lật lại. A là đạt về chuyên môn. Xin lỗi em lật qua lật lại chứ giờ không có cái này sao làm. Không có cái bảng này sao làm được. Tập hợp A, tập hợp A là các cái anh mà đạt về chuyên môn, đúng không? Anh nào đạt về chuyên môn thì người ta nhìn về chuyên môn, người ta lấy dấu gì? Dấu cộng này, A1 này, A2 này, A5 này, A6 này, A7, A8 và A10 đã đạt về chuyên môn. Còn đạt về ngoại ngữ, giờ đạt nó ghi chuyên môn trước đã, A1. Cái nào làm cái nấy, không nói nhiều quá thì các em sẽ không hiểu. Mà không hiểu thì chúng ta bảo thầy dạy, sao thầy dạy nhanh rồi dạy chậm các kiểu này điểu ha. Thầy luôn luôn giảng chi tiết, giảng trước rồi mình ghi chi tiết sau. Nên có một số bạn comment nói thầy giảng nhanh, thực chất thầy đâu có giảng nhanh nghe em. Thầy lúc nào thầy cũng nói trước rồi mới ghi mà. Trong quá trình thầy nói thầy cũng làm mà ghi cho các em mà, đúng không? Tập hợp B, những cái anh mà đạt vào chuyên ngoại ngữ đó, đây là chuyên môn nha, chuyên môn ngoại ngữ này, thì em nhìn vào dấu cộng ở này, A1 này, A3 này, A5 này, A6 này, A8 này và A10, đúng không? Đúng chưa? A1 nhìn ở đây, A3, A5, A6, A8 với lại là A10. Rồi ok, được không? Rồi tiếp lật qua trang xem câu hỏi người ta hỏi gì luôn nha. Câu B, khi có cái này rồi thì chúng ta không cần phải lật qua bảng bên kia nữa nghe. Câu B này, xác định tập hợp C gồm các ứng viên đạt yêu cầu cả hai, cả về chuyên môn và ngôn ngữ. Thì các em nhìn vô đây này, nó nghĩa chúng ta lấy cái chung. Ví dụ như ở tập hợp A là anh A1 đạt chuyên môn, ảnh trong đây có A1 là đạt ngôn ngữ này. Em thấy là tập hợp C này thì chúng ta lấy cái chung này, nghĩa là những cái phần tử nào nó thuộc A và B, thuộc A và thuộc B thì chúng ta lấy. Đó chính là A1 là cái anh này là đạt về cả chuyên môn ngôn ngữ. A2 không được này, A2 chỉ đạt chuyên môn không đạt ngôn ngữ này. A3 thì ngược lại, đạt ngoại ngữ nhưng không đạt chuyên môn. Thì em nhìn lên chúng ta thấy này, A5 này, trên này có A5, dưới đây có A5 này. Ta lấy cái chung thôi. Cái chung này người ta gọi là gì? Gọi là giao á, gọi là giao nghe. A6 này, lấy cái chung. A7 không được, A8 này với lại A gì? A10 này. Nghĩa là trong đây 1, 2, 3, 4, 5 anh, 5 anh này là đạt cả hai yêu cầu này. Câu C, xác định tập đây là giao này nha.
xác định tại học D gồm các ứng viên đạt ít nhất một trong hai yêu cầu về chuyên môn và ngoại ngữ. Đó, đây chính là hợp, đó chính là lấy cái phần gì, lấy cái phần phần chung cả hai tập hợp chung, hoặc thuộc A hoặc thuộc B. Chúng ta ở đây nè, chúng ta phải lấy hết này, A1 này chắc chắn đúng không, A2 này, rồi A mấy nữa em, A3 này, A mấy nữa, A5, A6, A7 gì nữa, A8 và A10 đúng chưa? Đấy, thì những anh này là anh đạt, ví dụ anh đạt chuyên môn hoặc là anh đạt về ngoại ngữ. Còn cái này là và này, cái này là hạt này, cái này là và nghĩa là lấy cái chung. Còn anh đây cũng lấy cái chung nhưng mà hoặc thuộc A hoặc thuộc B. Thì ở trong đầu clip thầy đã giải thích cho các em rồi. Cái này nó tóm lại, cái anh này chính là dao này, còn anh này đấy chính là hộp này. Đó. Hiểu chưa? Rồi xong nha. Ok, hiểu không nào? Rồi thì bây giờ này, chúng ta ghi lại phần này này. Cho hai tập hợp A và B, tập hợp các phần tử thuộc A hoặc thuộc B, hoặc thuộc B gọi là hợp của hai tập hợp A và B, ký hiệu đây chữ U này, chữ U. A hợp B thì khi mà A hợp B nghĩa là x, x phần tử thì x thuộc A hoặc là x thuộc B, thì cái này nó sẽ lấy ở trong, nếu mà cái phần hoạt động 1 thì đó chính là cái câu tập hợp D đó, hiểu chưa nào? Còn nếu như ở đây là dao, dao thì chữ U nó úp xuống này, là dao thì lấy cái phần chung, đây là dao này, lấy phần này này. Đấy. Còn hợp thì chúng ta sẽ lấy hết, tô người ta tô cả màu xanh á. Đây là dao này, đây là hợp này. Đấy. Đây là dao này, đây là hợp này. Hai này dễ nhầm anh em nha, dao chỉ lấy cái phần chung thôi, phần đưa ra chung của hai tập hợp thôi. Và gọi là và, dao thì nhớ là nó là và, còn anh này là hoặc. Đó. Chúng ta sẽ đi sang phần ví dụ 1. Ở đây thầy đề nghị chúng ta là ghi cái này và vỉa thầy hai cái hình này vô nha, và trong vở nha. Sau đó chúng ta ghi vào ví dụ 1 luôn. Xác định A hợp B và A giao B trong mỗi trường hợp thật sau. Rồi các em nhìn thấy các phần tử này. Ok, bây giờ ở câu A này, bây giờ giao không? Giao thì người ta sẽ lấy x đó là phải thuộc A hoặc là thuộc B. Ở đây người ta lấy bắt đầu từ ở đây 2 trùng nhau, ta chỉ lấy một thôi, nghĩa là ở đây 1 này, 2 này, 3 này, 5 này, 7 và 15, đúng chưa? Đây 1, 2, 3, 5, 7, 15 này. Còn nếu em lấy dao thì lấy cái chung thuộc A và B, thì chúng ta lấy cái giống nhau thôi, chúng ta nói tóm lại lấy giống nhau. 3 lấy số 3 này, lấy số 5 này, chỉ có 3 và 5 thôi. Đây thấy chưa, người ta giải này, A x thuộc, nếu như chúng ta giải ra ở đây thì x bằng mấy, x bằng 0 với lại x bằng trừ 2 đúng không? Chúng ta giải cái thằng này ra thì cái thằng này vô nghiệm, cái thằng này vô nghiệm đúng không? Thì nếu như á mà A mà hợp B, A hợp B thì chúng ta lấy hai thằng này đúng không? Nếu như mà A hợp B thì chúng ta sẽ lấy hai thằng này. Đấy. Ok, đây hợp này là chúng ta lấy hai thằng này. Còn nếu A mà giao á thì nó sẽ là rỗng. Được chưa? Nó dễ mấy em, khi chúng ta hiểu rồi nó dễ, rất dễ. A là tập hợp các hình bình hành. B là tập hình thoi. Nhớ hình thoi thì nó sẽ mang các tính chất đầy đủ của hình bình hành, tại vì theo tính cái dấu hiệu nhận biết của hình thoi và hình bình hành chúng ta biết rồi đúng không nào? Hình vuông là gọi là hình tổng hợp các tính chất của các hình. Cái hình thoi này anh chỉ thua cái anh gì? Hình vuông thôi. Hay nói cách khác là hình bình hành này đó chính là con của hình thoi này, vì mỗi hình thoi cũng là hình bình hành nên B, B thuộc A, thấy chưa? Như vậy A mà hợp B thì nó ra cái chung đó chính là A, mà A giao B thì ra cái chung đó chung và đó chính là B. Đây là giao này, đây là hợp này, thấy thôi, rất là dễ. Tới sang ví dụ 2 em. Lớp 10D có 22 bạn chơi bóng đá, 25 bạn chơi cầu lông và 15 bạn chơi cả hai môn thể thao này. Hỏi lớp 10D có bao nhiêu bạn chơi ít nhất một trong hai môn thể thao bóng đá và cầu lông? Thì đây người ta gọi nè này. Ta gọi nè. Ta đã giải cho em rồi nè. Thấy chưa? Nó rất là dễ. Người ta đã giải rồi thì thôi, thầy sẽ làm cho các em các phần thực hành
vận dụng để mà chúng ta sẽ nhé, trước khi làm thì chúng ta sẽ ghi này phần này vô. Nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn thì là có giới hạn đấy, thì n đây gọi là cái số phần tử, em số phần tử ta học ký hiệu rồi, n số phần tử đúng không nào, của A hợp B nghĩa là bằng n của A, n số phần tử của A cộng số phần tử của B trừ cho gì, trừ cho số phần tử của A giao B, được không? Công thức đàng hoàng này, ở đây nó đã có công thức nên chúng ta chỉ việc ghi vào và áp dụng thôi, được chưa nào? Ở đây nhớ là hữu hạn này, hữu hạn thì số phần tử của A đây là hợp B thì sẽ bằng số phần tử của hai, của hai tập hợp này trừ cho số phần tử của A giao B, được chưa? Đặc biệt nếu A và B không có phần tử chung, nghĩa là gì? Nghĩa là A giao B sẽ là rỗng, thì hợp của anh này thì lấy hai này cộng lại thôi. Ok, nghĩa là thằng này bằng 0 này, cái thằng này bằng 0 này thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để chúng ta làm thầy hai cái phần thực hành. Thực hành 1. Câu A. Xác định các tập hợp A giao B. Loại hợp ở trong quyển sách này người ta lại viết hợp trước. Ở trong quyển sách cánh diều thì người ta lại viết giao trước. Cái nào cũng vậy thôi. A hợp B và A giao B, biết tập hợp A này A, B, C, D, E, còn đây là A, E, I, U. Thì hợp nghĩa là chúng ta sẽ lấy nghĩa các phần tử đó là X phải thuộc gì? Thuộc A hoặc là X thuộc B. Chứng tỏ chúng ta chỉ lấy cái chung nhưng mà lặp lại một lần thôi. Ví dụ ở đây A, ở đây A thì chúng ta viết một chữ A thôi, được không nào? Như vậy đây sẽ là A này, đúng không? B này, C này, chúng ta viết hết cái anh A lại. Sau đó qua bên đây này, A trùng ta không viết, E trùng ta không viết. Ở đây có Y không? Y không có, chúng ta viết Y luôn. Ở đây có U không? Không có U, viết U luôn là đầy đủ. Vậy thôi, hiểu nào? Hiểu ý thầy làm không? Rồi bây giờ giao là lấy cái anh, cái phần chung, nghĩa là nó có mặt ở trong hai tập hợp. Nó tóm lại là như vậy, nói cho dễ hiểu, nghĩa là cái phần tử đấy nó sẽ thuộc A và B, nghĩa là nó sẽ có chung trong hai tập hợp. Cứ có chung hai tập hợp chúng ta lấy, ví dụ phần tử A có không? Ở đây có không? Đây có. Rồi ok. B ở đây có nhưng ở đây không có, không lấy. C ở đây có, bên đây không có, không lấy. D bên đây cũng không có, không lấy. E đây này, E nè, E. Rồi, chỉ có E và A thôi. Ok, vậy thôi. Câu B. Rồi, thầy sẽ viết ở đây. Rồi, ở đây là x bình phương cộng 2x trừ 3 bằng 0. Như vậy, chứng tỏ ở đây chúng ta nên giải trước. Thầy, đáp này thầy ghi trên đây. Vì x bình phương cộng 2x trừ 3, cái này chúng ta nhẩm nghiệm được này. Có hai nghiệm. Có hai nghiệm đó chính là gì? X bằng mấy? Nhậm nghiệm đây có dạng là A cộng B cộng C bằng 0 này. Như vậy một nghiệm x bằng 1 và một nghiệm x sẽ bằng là C trên A. Ta lấy trừ 3 chia 1 bằng trừ 3, đúng không? Nên tập hợp A của chúng ta ở đây nên A của chúng ta ở đây nó có hai phần tử, đó chính là 1 và âm 3. Cái thứ hai ở đây là gì? Giá tuyệt đối, giá trị tuyệt đối của x bằng 1 thì từ đây chúng ta suy ra x nó sẽ bằng mấy? X bằng 1 và x sẽ bằng âm 1, đúng không? Như vậy thì ở đây B của chúng ta sẽ có hai phần tử, đó chính là 1 với lại âm 1. Rồi, sau khi có này rồi chúng ta viết lên đây luôn. Bây giờ chúng ta lấy hợp trước. Hợp thì ở đây chúng ta lấy 1, 1 với lại âm 3. Ở bên đây nó có 1 thì chúng ta không viết nữa, tại vì nó xuất hiện ở đây. Ở đây có 1, ở đây có 1 thì chúng ta viết một lần thôi, ta không được viết hai lần. Âm 3 rồi, chứng tỏ chúng ta sẽ viết âm 1 nữa là xong, đúng không? Đúng chưa? Còn bây giờ chúng ta sẽ viết giao, nghĩa là nó sẽ có mặt đồng thời ở cả hai cái tập hợp này, đó chính là số mấy đây? Số 1. Chỉ lấy được số 1 đây. Đó, câu B. Em hiểu chưa nào? Không biết là các em có hiểu hay không. Các em comment giùm thầy, các em thầy giảng như vậy có hiểu hay không nha. Chúng ta sẽ đi sang ở cái phần thực hành 2. Rồi, hành 2 nha. Thầy gấp cái tờ giấy nha. Như đây nè.
Cho tổ hợp A có hai cái biến xy. Xy thuộc ở đây là 3x trừ y bằng 9. Ở đây cũng xy. Trong đó x trừ y bằng 1. Hãy tìm A giao B. A giao B. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, A giao B nghĩa là chúng ta sẽ lấy cái phần chung, nghĩa là từ và, nghĩa là hai cái ẩn xy đó nó thuộc A và đồng thời cũng sẽ thuộc B luôn, đúng không? Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng là gì các em? X chấm phẩy y xẹt xy thuộc gì? Tập số thực R, và đồng thời nó cũng sẽ thuộc ở trong đây là 3x trừ y bằng mấy? Bằng 9, đúng không? Với lại là gì các em? Với lại là x trừ y sẽ bằng 1. Đó, chứng tỏ nó phải thuộc cái hệ của hai thằng này. Tức là gì nè? Tức là A giao B là tập hợp cặp số xy nó phải thỏa mãn hệ phương trình. Thỏa mãn hệ phương trình đó chính là gì em? 3x trừ y bằng 9 và x trừ y bằng 1, đúng không? Nó thỏa mãn cặp này. Từ đây chúng ta suy ra x và y, x bằng và y bằng. Rồi, bấm máy tính thôi. Lên lớp 10 rồi mà. Chúng ta sẽ bấm 1, 9. Chúng ta sẽ bấm 1 là hệ phương trình, đúng không? Bấm 1 hệ phương trình. Ở đây chúng ta chọn 2, 2 ẩn. Ta nhập hệ số vô. Ở đây là 3 trừ 1, 9. 3 trừ 1, 9 không? Bấm 3, bấm cho bằng. 3 bằng này. Nhập dữ liệu vô này. Trừ 1 này, bằng này, 9 bằng này. Rồi ok. Đây là 1 trừ 1, 1 trừ 1, 1 đúng không? Bấm 1 trừ 1 này, 1 này. Như vậy x bằng 4, y bằng 3. X bằng 4, y bằng 3. Chúng ta kết luận ở đây là vậy. A giao B thì nó ra được, đó chính là một cặp số, hay còn gọi là một phần tử thôi, chính là 4 với 3. Ta cho trong ngoặc lại xong. Vậy thôi. Hiểu chưa? Đó. Chúng ta sẽ đi sang một phần nữa, đó chính là phần vận dụng nữa, là xong clip này nha. Còn cái phần hiệu của hai tập hợp thì thầy sẽ làm cho các em ở trong clip xong. Ok. Vận dụng chẳng là chậm mà chắc em, còn không nhanh mà các em chả biết cái gì thì chẳng không nên nhanh, đúng không? Đó là quan điểm của thầy thôi. Tại vòng chung kết của một trò chơi trên truyền hình, bây giờ thầy đọc tóm tắt nha. Có 100 khán giả tại trường quay có quyền bình chọn cho hai thí sinh A và B. Nghĩa là ở đây là 100 khán giả bình chọn cho hai thí sinh A và B. Đó, ta hiểu như vậy. Biết rằng có 85 khán giả bình chọn cho thí sinh A. Thí sinh A ở đây là có 8 mấy? 85. Đúng không? Có 85. Còn nghĩa trong 100 khán giả này, nó sẽ có 85 khán giả là bình chọn cho A, 72 khán giả bình chọn cho B, và 60 là bình chọn cho cả hai. 60 là bình chọn cho cả hai A và B. Thầy viết tổng như này là cả hai là 60 là A và B, 72 là B, còn 85 là A. Có bao nhiêu khán giả đã tham gia bình chọn? Người ta hỏi là có bao nhiêu khán giả đã tham gia bình chọn và có bao nhiêu khán giả không bình chọn. Trong chắc chắn là nó chỉ nằm ở trong gói gọn là trong 100 khán giả này thôi, chứ không thể nào mà hơn được. Khi chúng ta cộng lại ở hai phần này thì chắc chắn phải bằng 100. Nghĩa là chúng ta lấy số khán giả tham gia bình chọn cộng cho khán giả không bình chọn thì sẽ bằng 100. Hay nói cách khác là gì? Nếu các em tính được có bao nhiêu khán giả tham gia bình chọn thì các em sẽ lấy 100 trừ cho cái số liệu ở đây, thì nó sẽ ra được cái phần ngược lại là có bao nhiêu khán giả không tham gia bình chọn, đúng không? Thì cái phần này chúng ta sẽ dựa vào ở trong cái phần nhận xét này. Công thức nhận xét đã có này, ở phía trên. Đấy, thấy chưa? Rồi, bây giờ thầy sẽ để lên đây, để công thức này, tại vì tóm tắt là đã có này.
Nhưng mà bây giờ người ta giải, đã giải này. Như vậy thì nếu mà theo ký hiệu này á, thì các em thấy này, cái anh A này thì đó chính là cái số phần tử của gì, của A là bằng 85 này. Số phần tử của, số phần tử của B là bằng bao nhiêu, 72. Còn cái chung, cái chung của giao của A và B, đúng không, của A và B thì ở đây nó sẽ bằng là 60 này. Cứ nói như tóm lại như vậy là để chúng ta bám vào công thức này đây. Công thức có này. Bây giờ tính hợp này. Như vậy hợp, hợp ở đây thì chúng ta sẽ lấy gì, lấy 85 là NA này. Đây này, thế vào đây NB là 72 trừ cho giao, số phần tử của giao của A và B đấy chính là 60. Như vậy hay nói cách khác là các em sẽ lấy 85 85 cộng 72 trừ cho 60. Như vậy nó sẽ ra được 97 khán giả tham gia bình chọn cho, cho gì, cho A và B, đúng không, cho cả hai đó, 97 người. Như vậy chứng tỏ các em sẽ lấy 100 trừ cho 97 thì ra là 3 người không tham gia bình chọn ông nào cả. Như vậy ở đây chúng ta sẽ bám vào phần nhận xét ở đây, là nghĩa là công thức đầu tiên ở đây để chúng ta làm. Được chưa? Các em hiểu không? Tại vì ở đây người ta cho phần chung này là không phải phần rỗng. Nếu mà phần rỗng ấy, thì chúng ta sẽ lấy 85 cộng 72. Nhưng ở phần chung này là 60, chứng tỏ chúng ta lấy N của A cộng NB trừ cho N của A giao B. Như vậy ở đây chúng ta gọi, gọi nha, gọi A, B lần lượt là tập hợp các khán giả bình chọn cho thí sinh A và B. Thí sinh A và thí sinh B đi. Như vậy thì theo đề bài hay là các em đi theo giả thiết cũng được. Ta có, ta có là gì em? N của A bằng bao nhiêu? Đấy, thầy ký hiệu trên đây rồi này. N của tập hợp A thì là số phần tử đấy, thì sẽ bằng là 85. N của B sẽ bằng 72. Và N của A giao B sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 60. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta áp dụng công thức này. Như vậy chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta tính cái tổng, tính tổng NA với NB thì ta được số khán giả đã tham gia bình chọn. Nhưng số khán giả bình chọn cho cả hai thí sinh được tính mấy lần? Tính hai lần. Tính hai lần. Tại vì tính cả A và tính cho cả B. Do đó số khán giả đã tham gia bình chọn là chúng ta sẽ viết công thức này. Em hiểu chưa? Như vậy chúng ta lập luận xíu nha. Kem ghim thầy là nhận thấy rằng nếu tính tổng N của A cộng N của B thì ta được số khán giả đã tham gia bình chọn nhưng số khán giả bình chọn cho cả hai thí sinh được tính mấy lần? Được tính hai lần. Do đó số khán giả đã tham gia bình chọn là, thì chúng ta sẽ viết này, công thức đó chính là hợp ha, N của A hợp B sẽ bằng N của A. Viết làm như này thì chắc chắn ta sẽ thuộc công thức luôn này, đúng không? A giao B. Ok, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ bằng 85 cộng 72 trừ 60 thì nãy chúng ta tính là bằng 97 đúng không? Mà tổng số khán giả 100 thì chúng ta lấy 100 trừ 97 ra. Vậy
trong ngoài trường 100 khán giả thì nó sẽ có 97 người, 97 khán giả tham gia bình chọn cho cả hai thí sinh đấy. Còn lại số khán giả không tham gia bình chọn là kém lái 100 trừ 97 thì 3 khán giả. Vậy thôi, bài này chúng ta giải như vậy nha. Là áp dụng công thức rất là thực tế luôn. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Chữ thầy xấu hơn em hả? Không phải xấu mà quá xấu. Biết sao giờ em. Rồi bye bye em nha. Chúc em học tốt. Em nên xem trước ở phần 2, chính là phần hiệu phần bù. Thì bản thân trong phần đầu clip thì thầy đã nói rồi, chúng ta xem lại nữa là các em sẽ hiểu thôi. Chúc em học tốt, bye bye nha.